Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ tổ chức ngày hội tuổi thơ cho các em học sinh tại trường tiểu học Long Giao. Ngày hội tuổi thơ diễn ra trong không khí vui tươi, hào hứng. Các em ca hát cùng nhau, được nghe bạn kể chuyện sách hè để phát huy niềm đam mê đọc sách và được xem ảo thuật gia biểu diễn các màn ảo thuật đặc sắc thú vị. Tham gia các trò chơi vui nhộn, cùng nhau nhận về các phần quà, bánh, kẹo, giúp các em có một mùa hè thật vui tươi và bổ ích. Được biết, cứ mỗi năm huyện Cẩm Mỹ tổ chức luân phiên ngày hội tuổi thơ tại hai trường học trên địa bàn huyện, nhằm giúp các em ở các trường được vui chơi một cách công bằng, hưởng trọn tuổi thơ.